là nó là người ở hành tinh cách đây khoảng mấy tỷ ánh sáng, nó không phải là người của chúng ta. Cái DNA trong cơ thể nó khác á, nhưng dầu cho nó ở xa cái nào nó khác giống người chúng ta, nhưng nó cũng là con của Thượng Đế. Ở cái trái đất này đang có cái đại nạn, thì tất cả những người UFO, người thành tinh và những người cốt tiên, cốt Phật cũng có hạ phàm hết ở vào cái thời đại này. Thời đại này là một thời đại cực kỳ lạ lùng nhất của tất cả những cái thời đại khác. Chúng ta là những người đại hữu duyên, đại có phước nhất của tất cả những thời đại khác. Ông bà tổ tiên của mình, ông nội ông cố của mình cứ nói về những cái truyền thuyết tà tận thế và thời Thượng Quân Thánh Đức rồi Phật, một vị Phật mới ra đời này nọ, là họ rất là mơ ước để mà gặp được. Nhưng mà họ không có sống được 300 tuổi. Chúng ta hiện giờ năm mấy tuổi, hai mấy tuổi, bảy mấy tuổi chúng ta chứng kiến được thì là chúng ta có đại phước. Thì cộng thêm một cái đại